Ngon thế. À, có cái để nhét vào mồm rồi các bạn ạ. Không có ai, cũng không có ai. Ăn xúc xích thôi các bạn ơi. Nó ngon, nó ngọt. Ngon quá các bạn ơi. Trộm hai cái xúc xích của mình nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ dạy cho tay trộm một bài học nhớ đây các bạn. Tay trộm hãy đợi đây. Wow. Không có ai, cũng không có ai. Ăn xúc xích tiếp thôi các bạn ơi. Bụng quá, giờ trộm xúc xích của mình à. Các bạn, đây là bánh mì, còn là tương ớt siêu cay nữa các bạn. Còn đây là ớt siêu cay đó bạn. Tuyệt cực kìa, hãy đợi đây. Xúc xích ngon quá các bạn ơi. Ăn hai cái xúc xích rồi mà vẫn chưa no được cái bụng các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, có bánh mì kìa. Ngon thế. Ai đây? Các bạn, tên cướp bị bắt luôn rồi các bạn. Tên cướp kia, hãy ăn đi. Không có ai, cũng không có ai. Ăn bánh mì thôi các bạn ơi. Ngon quá. Cay. Quá trời ớt của các bạn ơi. Cay thế. Nước, nước. Đáng rồi, cho kẻ tham ăn. Nước, nước. Có ai không? Cho miếng nước đi. Cay quá.